Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng khởi công, hôm qua ngày 26 tháng 11, công trình kéo đường ống dẫn nước sạch qua hai xã Sông Phú và Phú Lộc, huyện Tam Bình do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với huyện Đoàn Tam Bình thực hiện dài hơn 5 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình này làm thỏa lòng mong đợi của nhiều người dân nơi đây. Do nhà ở trong khu vực thưa thớt dân cư, nên hơn 40 năm qua, nguồn nước duy nhất gia đình bà Lê Thị Tám sử dụng là từ kênh Bờ Dưa chảy qua hai xã Sông Phú, Phú Lộc, bơm lên Lóng Phèn. Vào mùa xả lúa đông xuân, nước dưới kênh siết cạn nên việc bơm nước cũng rất khó khăn. Vì vậy, niềm vui có nước máy sử dụng với gia đình bà có ý nghĩa lớn lao. Tới mùa rồi nè, nước ra nước vô mình giải phân xịt thuốc mà. Thành ra ô nhiễm, thành ra coi như là có nước thì mừng dữ lắm cậu ơi. Anh dạ cảm ơn, rất là cảm ơn. Cũng có chung niềm vui có nước máy sử dụng như gia đình của bà Tám, 20 hộ dân ở tổ 16, ấp 3B, xã Phú Lộc. Từ nay cũng thoát khỏi cảnh sử dụng nước từ con kênh trước nhà đang ngày càng ô nhiễm. Bây giờ có nước máy được rồi, bà con đi mừng lắm, vui vẻ nữa. Để xài mình tắm rửa đồ cũng sạch sẽ, ăn uống nó cũng sạch nữa, cái gì nó cũng tiện hết trơn á. Tôi cảm ơn nhà nước mà đã quan tâm cho nông dân mình được vậy là tôi vui mừng lắm. Hồi trước là kinh này nó ô nhiễm dữ lắm, cây nước vô được quá trời sạch đẹp rồi, tốt, rất là tốt, trời thoải mái. Có được nguồn nước máy thì bà con sử dụng rất là phấn khởi, rất là vui. Thì chúng ta, bà con là xài rất là thoải mái như tắm giặt rồi... tắm rửa rồi dùng hàng ngày trong gia đình đó, rất là vệ sinh và góp phần nâng cái tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy trên địa bàn của xã Phú Lộc lên là 99,3%. Sử dụng nước sạch để hạn chế là các dịch bệnh, rồi chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn. Tiếng này nữa là cũng là tiếng cuối cùng theo và sử dụng nước máy của toàn xã Sơn Phú là chiếm khoảng chừng 90%. Với sự chung sức đồng lòng của đoàn viên thanh niên công an tỉnh và người dân hai xã Sơn Phú, Phú Lộc, hệ thống đường ống dẫn nước sạch dài trên 5.200 mét với tổng số tiền đầu tư 435 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa đã được hoàn thành. Công trình đã mang lại nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt của 82 hộ dân. Qua đây cũng thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ, chung sức vì cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương.